À, xin chào các em. Thì trong chuỗi các cái video giải đề kiểm tra cuối kỳ 1 môn toán khối 9. Thì đây là video giải đề thứ 9 ha. Đề này là đề của quận 11. Năm học 2019-2020. Thời gian làm bài là 90 phút. Thì cái cấu trúc đề của chúng ta là gồm 7 bài, 6 bài ha, gồm 6 bài. Trong đó gồm 4 câu, 4 bài liên quan đến đại số ha, và 2 bài liên quan đến hình học. Rồi. Thì trên tinh thần ha, trong video này á thì thầy chỉ giải với cái định hướng là giải thôi, gợi ý cái ý tưởng thôi. Còn cái là giải chi tiết thì các em có thể truy cập vào cái trang web star-education.net để có thể download cái là giải chi tiết. Rồi. Thì ở video đầu tiên này thì thầy giải 4 bài liên quan tới đại số trước ha. Rồi, bây giờ mời các em theo dõi bài số 1. Bài 1 là một bài về cái chủ đề căn bậc 2 của chương 1. Đây yêu cầu chúng ta là thực hiện các phép tính, đúng không? Để thực hiện cái phép tính này á, chúng ta phải biết cái cách để đưa cái công thức đưa thừa số ra ngoài căn bằng cách là chúng ta biết 20 á, nó là bằng 2 mũ 2 nhân 5, đúng chưa? Rồi 45 á, thì chúng ta biết là nó thành là 3 mũ 2 nhân 5, và 125 thì nó là bằng 5 mũ 2 nhân 5 ha. Do đó biểu thức A của chúng ta chính là bằng 2 căn 5, đúng không? Trừ 3 căn 5 cộng cho 15 căn 5, đúng không? Rồi. Và đây nó bằng ha, là bằng 14 căn 5. Nè, đúng chưa? Rồi. Tiếp theo đến ý B. Ý B thì chúng ta cần phải biết cái hàng đẳng thức là căn của A bình thì nó bằng trị có A ha. Chúng ta cần biết hàng đẳng thức này để chúng ta áp dụng vào. Thì áp dụng vào chúng ta sẽ biết được là B nó sẽ bằng trị đối của 7 cộng căn 3 trừ cho trị đối của căn 3 trừ 1 ha. Rồi 7 cộng căn 3 là số dương cho nên là nó bằng chính nó ha. Trị đối của 7 cộng căn 3 thì bằng 7 cộng căn 3 luôn. Còn căn 3 trừ 1, chúng ta biết là căn 3 lớn hơn 1 cho nên là căn 3 trừ 1 lớn không. Như vậy là ở đây cũng chính là bằng căn 3 trừ 1 luôn ha. Rồi. Thì đáp số chúng ta là bằng 8 ha. Không, rút gọn này đi. Rồi bây giờ chúng ta đến với bài số 2. Là một bài liên quan đến kiến thức về đồ thị của hàm số bậc nhất ha. Thì A là ý quen thuộc, là yêu cầu vẽ đồ thị của hai cái hàm số này. Thì để vẽ thì chúng ta chỉ cần lập cái bảng giá trị thôi, đúng không? Lập hai bảng giá trị của hai cái hàm số d và d phẩy tương ứng, và sau đó chúng ta vẽ thôi nha. Thì chủ yếu là chúng ta làm cho chính xác là được. Rồi bây giờ chúng ta đến ý B, tìm tọa độ giao điểm. Thì để tìm tọa độ giao điểm á, thì chúng ta tìm cái hoành độ giao điểm trước ha, bằng cái phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm ha. Của D và D phải là rồi 3x trừ 1 bằng trừ x cộng 3. Vậy đây tương đương là 4x thì nó sẽ bằng 4, đúng không? Tức là x nó sẽ bằng một ha. Rồi với bằng một á thì chúng ta thay vào một trong hai cái công thức của d và d phải để chúng ta tìm y. Chẳng hạn thay vào d thì chúng ta sẽ tìm được y bằng 3 nhân 1 trừ 1, đúng không, và bằng 2 ha. Rồi vậy cái tọa độ giao điểm chúng ta là 1 2 ha.
Rồi. Bài số 2 đơn giản đúng không? Chúng ta tiếp tục ha. Đối với bài số 3. Nhà toán học Galileo là người phát hiện ra quãng đường chuyển động của vật rơi tự do tỷ lệ thuận với bình phương của thời gian. Quãng đường chuyển động thì tỷ lệ thuận với bình phương thời gian. Biết rằng cái quan hệ giữa quãng đường chuyển động là s, đơn vị là mét, và cái thời gian chuyển động t, đơn vị là giây, được biểu diễn công thức là s bằng 5 t bình. Rồi. Người ta thả một vật nặng từ độ cao 55 m trên tháp nghiêng Pisa ở Italia xuống đất và cho rằng sức cản của không khí là không đáng kể. Như vậy là cái vật nặng này sẽ rơi tự do. Nếu mà coi sức cản không khí là không đáng kể, như vậy nó đang rơi tự do đó. Đó. Thì khi đó là gì? À, cái quãng đường chuyển động nó sẽ được tính theo công thức là S bằng 5 t bình. Vậy thì sau 3 giây tức là t sẽ bằng 3 ha. Thì lúc đó cái quãng đường chuyển động s của nó sẽ bằng là 5 nhân 3 bình phương ha. Nó sẽ bằng 45 mét ha. Thì sau 3 giây đã rơi được 45 mét. Rồi. Nhưng mà người ta hỏi là còn cách mặt đất bao nhiêu mét đúng không? Như vậy là nó đang có độ cao 55 mà nó rơi được 45 rồi. Vậy nó còn cách ha. Cách mặt đất là 55 trừ 45 đúng không, là 10 mét ha. Rồi bây giờ chúng ta đến với ý B. Khi vật nặng chạm đất thì thời gian nó rơi là bao lâu? Như vậy để nó chạm được đất á, thì nó phải rơi quãng đường đúng bằng 55 mét đúng không? Vậy ta phải có là S bằng 55 mét ha. S bằng 55 mét và chúng ta có công thức là S bằng 5 t bình. Như vậy T chúng ta nó chính là bằng căn của S phần 5 đúng không? Chính là bằng căn của 55 phần 5 đúng không? Bằng căn của 11 đúng không? Và nó xấp xỉ là 3 phẩy. Người ta yêu cầu là làm tròn nữa. Kết quả đến một chữ số là phân ha. Vậy là nó xấp xỉ là 3,3 giây ha. Như vậy sau 3,3 giây thì khi mà nó chạm đất ha thì thời gian nó rơi là 3,3 giây ha. Rồi chúng ta thấy ha, như vậy là trong 3 giây nó rơi được 45, như vậy là còn 10 mét thôi mà nó rơi trong vòng 0,3 giây nha, có nghĩa là cái càng chạm đất nó rơi càng nhanh đúng không, càng gần mặt đất nó rơi càng nhanh tốc độ của nó đó. Rồi chúng ta đến với bài tiếp theo, bài số 5 cũng là bài cuối cùng trong các cái bài liên quan đến đại số. Thì người ta đun sôi nước bằng ấm điện, công suất hao phí VHP, tức là P hao phí sẽ phụ thuộc vào thời gian T. Biết rằng mối liên hệ giữa P và T là một hàm số bậc chức có dạng, rồi đây đúng không, đây là P nè, VHP đúng không, bằng AT cộng B nè, đúng chưa? Người ta kêu là xác định hệ số A và B, thì ta thấy á, là cái đường thẳng này nó đi qua hai điểm. Hai điểm thứ nhất sẽ có tọa độ là 200 đúng không? Và điểm thứ hai ở đây sẽ có tọa độ là 0 100. Như vậy cái đường này đi qua điểm 0 100 thì chúng ta phải suy ra được là 100 đúng không? Nên nó phải bằng là A nhân 0 cộng B. Tức là ở đây chúng ta tính được là B bằng 100. Rồi khi mà đi qua điểm 200 thì ta phải có được là 200 nó bằng là A nhân 200 cộng B. Mà B là bằng 100. Vậy suy ra A ở đây là bằng 1 phần 2. Rồi. Bây giờ chúng ta đến với B. Tính công suất nhiệt hao phí khi đun nước trong 30 giây bằng ấm điện này. Tức là T bằng 30 đúng không? Thì công suất hao phí của nó là bao nhiêu? Tức là P hao phí của nó lúc này sẽ bằng 1 phần 2 T cộng
B đúng không? Cộng 100 ha, xin lỗi nha. Và chúng ta có là người ta cho là trong 30 giây nên chúng ta có là T bằng 30 ha. Vậy thay vào chúng ta sẽ tính được T hao phí bằng 1 phần 2 nhân 30 cộng 100 và lên chính là bằng 115, chuẩn bị là quá ha. Rồi đây là lời giải cho bài số 5 ha. Gợi ý hướng giải nha. Rồi nó cũng đã khép lại cái video này. Xin chào các em.